Tầng 1 trụ sở EVN có gì mà đông người như thế nhỉ? Lại còn ngập biển đỏ nữa chứ. Anh này mặt căng thế. Còn chị kia lại hớn hở thế nhở? Ôi dồi ôi, địch gì kia? Những gì bạn đang thấy chính là không khí sôi nổi đang diễn ra tại tuần lễ Hồng EVN lần thứ 9. Và không chỉ tại trụ sở EVN mà các EVN trên khắp cả nước cũng đang hưởng ứng tuần lễ Hồng bằng việc tích cực tham gia hiến máu với mong muốn mỗi một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Hoạt động hiến máu tình nguyện của EVN được phát động thì đã được sự hưởng ứng rất là rộng rãi, không chỉ từ cán bộ công nhân viên trong các đơn vị trong phạm vi cả nước mà còn có sự lôi cuốn tham gia của cộng đồng và những người thân ở xung quanh. Như các năm thì chúng ta thấy số lượng hiến máu cũng đều có sự tăng lên, và năm nay thì EVN cũng hy vọng là cái con số đó cũng sẽ được tăng lên với cái kết quả của chương trình tuần lễ Hồng lần thứ 9. Đây là lần thứ 6 mình hiến máu rồi. Đây là lần thứ 8. Này lần thứ 6. Lần thứ 10. À đây là lần thứ 44 mình hiến máu. Lần thứ 44. Tái tạo máu giúp tinh thần nó được giải tỏa nhiều áp lực. Theo mình biết thì là cái tế bào máu nó có thời gian để tái tạo lại. Theo mình thì cái cũ không đi thì cái mới không tới. Vì thế nên là mình vẫn hiến máu thường xuyên. Thấy là cho đi thì còn để mãi. Về đây đơn cử là mẹ chồng tôi khi mà thiếu máu thì cả gia đình phải đi hiến máu. Nên là tôi nghĩ là mình phải tự giác. Mình nghĩ là mọi người cứ hãy cho đi là còn mãi. Đối với một người trẻ thì mình nghĩ là đã có sức thì mình cứ mang lại những giá trị cho cộng đồng bằng cách là tích cực hiến máu một năm có thể là 2 đến 3 lần. Cái quan trọng nhất là refresh trong chính cái trái tim và chính cái tâm hồn của mình. Mình cảm thấy mình làm được một cái việc rất là tốt cho cộng đồng với cái đúng cái khẩu hiệu là cho đi là còn mãi. Và không chỉ có EVN, bạn cũng có thể hưởng ứng tuần lễ Hồng 2023 bằng các cách sau. Tạo biển hồng trên Facebook bằng việc thay avatar có khung hình nhận diện của tuần lễ Hồng EVN 2023, đăng ký hiến máu qua app hoặc đăng ký trực tiếp tại trụ sở, địa điểm hiến máu của các đơn vị trực thuộc EVN, nơi các EVNer là bạn bè, người thân của mình đang làm việc. Duy trì việc hiến máu từ 1 đến 3 lần một năm nếu đảm bảo sức khỏe tốt và không có các bệnh lây nhiễm qua đường truyền máu bạn nhé. Bạn trái tim, một tấm lòng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các kết quả về tuần lễ Hồng EVN lần thứ 9 trong các clip tiếp theo. Quý vị chú ý theo dõi nhé. We'll be right back.